Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em toán lớp 5 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Thầy Liêm các em khá dễ hiểu. Các em sau cũng thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học bài 23, nhân chia số hợp phân với số 10, số 100, 1.000 hoặc là với 0,1, 0,01 và 0,001. Trước hết mình sẽ đến phần khám phá. Nhân số hợp phân với 10, 100, 1.000 hoặc 0,1, 0,01, 0,001 nha. Giờ ở đây mình sẽ có một tấm bảng hình chữ nhật có chiều dài là 27,86 m, chiều rộng sẽ là 10 m, hay diện tích sẽ là bao nhiêu mét vuông? Thì các em sẽ lấy 27,86 nhân 10 là ra kết quả thôi, đúng không? Như vậy bạn sẽ có quyền phép nhân, sau đó so sánh kết quả với thừa số là 27,86 xem có gì đặc biệt hay không nha. Giờ mình sẽ thực hiện phép nhân. 27,86 nhân cho 10. Như vậy số này nhân cho 10 thì các em viết là số đó vào khiêm số 0 bên phải. Giờ mình thấy là dấu phẩy này đứng trước hai chữ số phần hợp phân. Có nghĩa là có hai chữ số phần hợp phân thì phân tích các em cũng đặt dấu phẩy trước hai chữ số để được hai chữ số phần hợp phân. Như vậy kết quả sẽ là 278,60. Cái số 0 cuối cùng các em bỏ đi. Có nghĩa là 27,86 nhân 10 là 278,6. Thì mình thấy là số này với số này nó khác nhau một chút. Là dấu phẩy nó sẽ di chuyển qua phải một chữ số, đúng không? Dấu phẩy ở đây di chuyển sang phải một chữ số thì được là 278,6. Như vậy mình sẽ có nhận xét nếu chuyển dấu phẩy của 27,86 sang bên phải một chữ số thì ta được là 278,6. Như vậy có nghĩa là số hợp phân nhân cho 10 thì các em có quyền dịch chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số là được nha. Giờ tiếp theo 53,28 nhân cho 1.000, một số nhân cho 1.000 các em cũng nhân bình thường thôi. Như 5328 nhân 1.000 thì các em viết lại là 5328 giờ khiêm 3 số 0 bên phải. Giờ sau đó mình thấy là số hợp phân này có hai chữ số phần hợp phân thì phân tích các em cũng đặt dấu phẩy trước hai chữ số để được hai chữ số phần hợp phân. Như vậy cái phần hợp phân này các em bỏ đi. Như vậy kết quả là 53.280. Bây giờ mình có nhận xét là cái kết quả này với cái thừa số này thì mình thấy là nếu mà các em dịch chuyển dấu phẩy này qua bên phải ba chữ số thì được số này. Đây 1 2 3 thì các em thêm số 0 nữa cho đủ ba chữ số và các em dịch chuyển dấu phẩy qua ba chữ số. Dấu phẩy đứng cuối thì bỏ đi. Như vậy có nghĩa là 53,28 nhân 1.000 sẽ là 53.280, đúng không? Nhận xét nếu chuyển dấu phẩy của số 53,28 sang bên phải ba chữ số thì ta được 53.280. Như vậy có nghĩa là muốn nhân một số hợp phân với 10, 100, 1.000, ta sẽ chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang phải 1, 2, 3 chữ số là được nha. Có nghĩa là nhân với 10 thì di chuyển sang phải một chữ số, nhân với 100 thì di chuyển sang phải hai chữ số, nhân với 1.000 thì sẽ di chuyển sang phải ba chữ số nha để được kết quả. Tiếp theo là phần B. Thanh sắt này dài 1 mét thì nặng là 15,23 kg. Còn thanh sắt cùng loại này chỉ có 0,1 mét thì nặng bao nhiêu kg? Có nghĩa mình sẽ lấy 15,23 này nhân cho 0,1, đúng không? Như vậy là bạn thực hiện phép nhân, sau đó so sánh kết quả với thừa số 15,23 xem có gì đặc biệt không nhé. Giờ mình sẽ quan sát 15,23 nhân 0,1, kem sẽ đặt tính giờ tính. Giờ như mình sẽ thấy là 1 nhân cho 1523 sẽ là 1523. Giờ các em quan sát ở đây mình có hai chữ số phần hợp phân, ở đây một chữ số phần hợp phân 3. Như tổng cộng là ba chữ số phần hợp phân. Như vậy các em đặt dấu phẩy trước ba chữ số để được ba chữ số phần hợp phân. Có nghĩa là 1,523. Như vậy mình có nhận xét là nếu các em chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số, đúng không? 15,23 di chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số thì mình sẽ được số 1,523. Có nghĩa là khi nhân 0,1 các em di chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số là được nha. Tiếp theo tương tự 79,6 nhân cho 0,01. Giờ như vậy 79,6 nhân cho 0,01. Giờ như vậy là 7,96 nhân 1 là 7,96 nè. Giờ quan sát ở đây có một chữ số phần hợp phân, ở đây là hai, tổng cộng là ba chữ số phần hợp phân. Thì cái phân tích các em đặt dấu phẩy trước ba chữ số để được ba chữ số phần hợp phân. Đúng rồi.
Vậy 79,6 nhân cho 0,01 sẽ bằng 0,769. Mình có nhận xét là khi mà các em nhân cho 0,01 thì các em dịch chuyển dấu phẩy này sang trái hai chữ số là được nha. Thì sẽ ra kết quả. Như vậy các em nhớ là muốn nhân một số hợp phân với 0,1, 0,01, 0,001 thì ta sẽ chuyển dấu phẩy sang trái 1, 2, 3 chữ số tương ứng. Được này. Nhân 0,1 dịch chuyển sang trái một chữ số. Nhân cho 0,01 dịch chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số nhé. Vì mình thấy đây có hai chữ số bằng hợp phân này. Nhân cho 0,001 thì kem dịch chuyển dấu phẩy sang trái ba chữ số nhé. Giờ mình sẽ làm phần hoạt động câu số 1 tính nhẩm nhé. Bài làm của mình. Câu A chính này. Như vậy 9,63 nhân cho 10. Như vậy là một số nhân cho 10 thì các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số. Như vậy sẽ thành 96,7. Đúng này. Tiếp theo là 0,94 nhân cho 100. Một số nhân 100 thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải hai chữ số. Như dấu phẩy sẽ nằm đây, có nghĩa là 94. Đúng này. Tiếp theo là 2,08 nhân cho 1 nghìn. Giờ số này nhân cho 1 nghìn thì kem dịch chuyển dấu phẩy sang phải 3 chữ số. Ở đây mình thấy là 2,08. Ở đây mình thấy là bên phải có hai chữ số, kem khi một chữ số 0 nó cho đỡ 3 chữ số. Dấu phẩy kem dịch chuyển về đây, có nghĩa dấu phẩy cuối đi, các em bỏ luôn đi. Như vậy có nghĩa là kết quả sẽ là 2080 nhé. Tiếp theo là câu B. 5,1 nhân cho 0,1. Giờ một số hợp phân nhân cho 0,1 thì các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số, dấu phẩy sẽ nằm đây. Dấu phẩy nằm đây thì các em phải khiêm số 0 phía trước nha. Như là 0,51. Tiếp theo là 15,31 nhân cho 0,001. Giờ như vậy là nhân cho 0,01, mình thấy là sau dấu phẩy qua chữ số thì bên đây các em di chuyển dấu phẩy sang trái ba chữ số, đúng không? Như ở đây thì mình thấy là đây có hai chữ số, khoa các em khiêm số 0 phía trước nữa để đủ ba chữ số, đúng không? Giờ như vậy là mình sẽ đặt dấu phẩy đây. Như vậy các em phải để số phẩy ở phía trước nữa, có nghĩa là 0,01531, đúng không? Tiếp theo sẽ là 8,2 nhân cho 0,01. Giờ số này nhân cho 0,01 thì kem dịch chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số. Có nghĩa là đây có một chữ số, kem sau khi một số 0 nữa cho đủ hai chữ số. Giờ kem dịch chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số thì dấu phẩy sẽ nằm đây. Dấu phẩy nằm đây thì kem phải khiêm số 0 phía trước nữa, được này. Như kết quả là 0,082 nhé. Như là mình xong câu số 1. Câu số 1 kem hiểu bài. Các em xem ống hết video hãy kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2. Câu số 2 mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi. Câu A. 23,45 kg. Mình sẽ đổi qua game. Hãy sẽ tính nháp chỗ này cho các em hiểu. Như vậy là đổi từ kg qua game, các em phải nhân cho 1.000, có nghĩa là 2,3,4,5. Các em nhân cho 1.000, đúng không? Giờ số này nhân cho 1.000, các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy qua bên phải ba chữ số. 2, 3, 4, 5. Ở đây mình thấy bên phải có hai chữ số, các em phim số 0 cho được ba chữ số. Giờ dịch chuyển sang phải, có nghĩa là dấu phẩy nằm cuối cùng, các em bỏ đi. Có nghĩa là 23.450. Được này. Yeah. Tiếp theo là câu B.
23,4 tạ mình đổi qua yến. Thầy sẽ tính giá phí này. Tạ đổi qua yến thì các em sẽ nhân cho 10. Như là 23,4 nhân cho 10. Một số nhân cho 10 các em dịch chuyển dấu phẩy qua bên phải một chữ số, có nghĩa là dấu phẩy nằm cuối này bỏ luôn. Bỏ dấu phẩy đi, có nghĩa là 234 được này. Yến. Tiếp theo là câu C. 6,89 lít giờ 6,89 lít mình sẽ đổi qua ml. Là từ lít đổi qua ml các em sẽ nhân cho 1.000 nha. Mình sẽ lấy số này nhân cho 1.000. 6,89 nhân cho 1.000. Một số nhân cho 1.000 thì các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang phải ba chữ số, đúng không? Mình thấy ở đây có hai chữ số bằng phần thôi, các em khuyên số 0 được cho được ba chữ số. Lúc này dấu phẩy sẽ chuyển về cuối thì cái này các em bỏ luôn đi, bỏ dấu phẩy đi. Có nghĩa là 6.890 được này. Kết quả đây là 6.890 ml nha. Như là mình xong câu số 2, câu số 2 các em hiểu bài. Các em xong hết video thì biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Một đàn gấu Bắc Cực có 10 chú gấu con. Mỗi chú gấu con ăn hết 4,5 kg cám mỗi ngày. Hỏi 10 chú gấu con trong đàn đó ăn hết tất cả bao nhiêu kg cám mỗi ngày? Như đề bài nói là đàn gấu Bắc Cực có 10 chú gấu con. Mỗi chú gấu con ăn 4,5 kg mỗi ngày. Hỏi 10 chú gấu ăn hết bao nhiêu kg thì các em lấy 4,5 này nhân cho 10 là ra kết quả thôi. Đúng không? Như vậy câu này các em sẽ làm như sao? Bài giải. Như các em bỏ chữ họ đi, các em trả lời là 10 chú gấu con trong đề đó ăn hết tất cả số kg cá mỗi ngày. Như là 10 chú gấu con trong đàn đó ăn hết tất cả 6 kg cá mỗi ngày lại. Mình sẽ lấy 4,5 nhân cho 10. Một số nhân cho 10 thì các em dịch giao chuyển dấu phẩy qua phải một chữ số nha. Có nghĩa là mình 45, đúng không? Đơn vị sẽ là kg. Đáp số sẽ là 45 kg. Như là mình xong câu số 3, câu số 3 các em hiểu bài. Các em xong hết video thì các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá dạng giờ hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Quên là cho đăng ký kênh Hà Liêm, các em sau nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt kém nhé.